tụi mày. Và từ đây được nó về rồi. Đây là cái gì vậy, Chanbi? Đây là dữ liệu của vũ khí hạt nhân. Và tớ đã rất vất vả để lấy lại nó từ băng đảng của Ringman. Này, ở đây cái ngăn dữ liệu. Vâng, tạo đi cùng liệu. Ê, Hải Yên, khỏe. Có bạn tôi nhiều không? Hôm nào ăn chán lắm. Thế quá. Đấy, ôi cái ga đi, ông lại ga này chửi. Ờ, nghe, nghe. Tao hoa lô dữ liệu để gửi cho mày. Mau bảo chúng nó làm nhanh cho tao. Tao không phải lo. Tao sẽ chuyển khoản cho mày đầy đủ. Lát nữa, dữ liệu sẽ về thôi. Không đời nào, tao sẽ không để kế hoạch của mày thành công đâu. Thì ra là mày chọn mày chết à? Mang đây mau. Chúng mày đâu? Chân đi. Chị Chân đi. Chị làm sao thế này? Chân đi. Chân đi, cô bị sao vậy? Làm sao thế này? Chị Chân đi, tỉnh lại đi. Chân đi. Khải, Lily, tôi có nhiệm vụ rất quan trọng cho hai cậu. Hai cậu phải cố thủ căn nhà này. Tôi nghĩ khả năng cao Ringman sẽ tìm đến đây để lấy lại dữ liệu này. Trong thời gian đó, tôi sẽ làm một cách nhanh nhất để truyền tải dữ liệu này đến cho sếp. Vâng chị. Được rồi, cậu yên tâm. Tôi và Lily sẽ bằng mọi giá bảo vệ căn cứ này. Tôi làm hai cậu. Chân đi. Chân đi. Tôi không sao. Hai cậu, hãy vào vị trí chiến đấu đi. Còn nữ gì nữa khỏe. Em có thấy ạ? À? Mày thấy không? Em không thấy đấy cả. Đúng vô dụng này. Mày gọi điện cho sếp xem nó đã kiểm tra được định vị dữ liệu đang ở đâu chưa. Em gọi rồi cả, mà nó chưa tìm được ạ. Tung đất là phòng, không tìm thấy nó đâu. Alo.
Tốt lắm, đại ca sẽ thưởng cho mày. Đại ca! Có chuyện gì? Là sơ bảo, đã tìm vị trí rồi ạ. Ở đâu? Cách đây sống ngôi nhà. Tốt lắm, đi thôi. Vâng ạ. Đại ca! Có đúng nhà này không? Đúng rồi ạ. Trốn kỹ lắm, chúng mày vào. Vâng ạ. Tốt lắm, mọi thứ khá suôn sẻ. Chết rồi, bị em phục rồi. Cảnh sát, ta trên đó. Nhãi. Đại ca, hãy làm. Đi thôi. Vâng ạ. Ha 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 ha!